Chào các bạn, thì đây là con SQM Angela 50 phân khối ha. Thì cái xe này á, từ lúc mua tới giờ là đi được 4.438 km, mà mình mới có thay nhớt hồi 500 km thôi. Từ đó tới nay mình không thay gì nữa ha, là cỡ gần 4.000 km chưa thay nhớt các bạn. Thì bữa nay mình sẽ tiến hành mình thay nhớt cho nó ha. Tại vì xe này người nhà mình đi, chứ mình không có đi cho nên là mình cũng không để ý ha. Rồi, giờ mình tiến hành thay nhớt cho nó nha. Đầu tiên là mình cũng nổ máy cho nó nóng lên trước ha. Xe này vừa có đề vừa có đạp các bạn. Xe êm dễ sợ. Tiếng nó còn nhỏ hơn tiếng mình nói chuyện nữa. Cho nó nổ một chút ha. Sau đó mình sẽ xả nhớt. Bây giờ mình sẽ tiến hành xả nhớt nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành xả nhớt nha các bạn. Thì cái con ốc nhớt của con này á là nó nằm ở đây ha. Đây. Ở đây con ốc bự nhất nè. Ha. Cái con này á, các bạn chú ý á, là khi các bạn thay nhớt á, các bạn dễ bị lộn ha. Tại vì cái dưới cái lóc dưới nó có ba cái con ốc lận. Ở bên đây có hai con nữa nè. Con đây với con đây nữa. Đó, cho nên là dễ bị lộn ha. Mình xả con bự nhất. Mình xả nhớt nha các bạn. Nó sử dụng cái chìa khóa 17 ha. Mấy con ếch quen em nó thiết kế nó cười lắm. Mở cái nắp trên đây ra nữa. Không biết còn nhớ không, tại 4.000 km rồi. Còn đương nhiên là còn rồi, vẫn còn nhớ. Gầm con này nó thấp lắm nha, cho nên là chỉ xài tay thôi. Thấy không? Các bạn thấy không? Nhớt đen xì luôn. Giờ mình chờ nó chảy hết ha. Đây là con ốc nhớt của nó các bạn. Nó có một cái cục 500 ở đầu ha. Nè, nó có một cái cục 500 ở đầu con ốc nhớt ha. Nó dính mặt sắt khá là nhiều. Có một con lông đền nữa ha. Các bạn có thể sử dụng lại hoặc các bạn thay cũng được, không vấn đề gì. Mấy xe 50 này. Giờ dưới rồi.
Còn đây là con cái cục 500 gắn trên cái đỉnh ốc nhớt này các bạn. Đó. Nó nằm như thế này. Nó có cục 500. Xe SWM nó thiết kế cũng lạ lùng ha. Nó hút được mấy cái mạt sắt ra. Nhìn cho xe nó chảy hết nhớt. Gắn lại con ốc xả nhớt và mình châm nhớt mới nè. Các bạn siết vừa đủ cứng là được ha. Nó có con lồng đờn nó ép vô nên là nó sẽ không bị xì nhớt. Bây giờ mình sẽ châm nhớt mới ha. Con này thì nó đi khoảng 800 ml nhớt các bạn. Đây là chai nhớt của SWM ha. Đổ vô thôi. Nhớt này là nhớt 40 nha các bạn. Nhớt 40. Rồi. Đóng nắp lại. Nắp thì chú ý là nó có một cái giòn cao su ha. Nó lau cho sạch. Có để nó dính bụi cát hay gì á. Không hay lắm. Đây là đậy hờ thôi. Để cho nó nóng một chút rồi. Không thì đó mình đổ nước cũ vô. Xem là nó còn là bao nhiêu ha. Ôi nhớt đen thui luôn. Xe này đi nó không hao nhớt các bạn, tại vì kiểu nó quá yếu, công suất nó quá yếu, nhớt đen thui nhưng mà cái lượng nhớt nó vẫn còn đủ ha, nó còn lên tới đây luôn,
đồ đầy đầy chai nên là ok. Không có bị hốc nhớt ha. Thay nhớt xe này thì nó đơn giản hơn các bạn, không có gì đáng lưu ý ha. Mấy xe nhỏ nhỏ này dễ. Giờ mình để nguội lại cái mình thăm nhớt lại nha. Chắc lại cái mực nhớt ha các bạn. Đây. Ok ha.